Mấy cái bông này mà làm bánh bỏ màu đẹp ha. Hôm nay thì mấy chị em tới nhà của bác Hai Tấn rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Nhà bác Hai Tấn. Bác Hai ơi. Bác Hai con mới tới. Mới tới hả? Dạ, quên. Bác Hai ơi. Đây. Lên. Rồi khám phá đi. Có phá rồi bữa nay chắc được xíu thì mình thấy lấy được được. Đó. Bác Hai coi đi với Quỳnh coi đi. Đặc biệt. Một món. Món đó là đúng bác Hai biết món gì. Trời ơi hay vậy. Ô đồ ăn quá đồ ăn rồi. Chả giò chắc ăn bún phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Có bún chứ có bún chả giò thì là làm bún chả giò. Nên thịt cũng cải. Giò sống nhiều ha. Mình nấu hết trời. Rồi vô mình có thể ăn bún còn mấy thì mình ăn cuốn. Mình chấm ăn không cũng được. Đúng rồi. Rồi giờ mình đi làm thì thấy bác Hai bắt đầu mình làm thôi. Thì chú biết là dạ. Bác Hai là cắt cái bếp riêng hả? Bếp ở mé sông. Bữa nay bác Hai trai đó ha. Kìa bác Hai tôi về nghe. Thấy chưa? Thấy nhắc thầy rồi ha. Còn thằng bé nữa không? Khánh. Còn bé Khánh nữa. Chụp hình nó có mũ giáo đó. Có thêm cái bếp dưới này cái nó gọn hay bác Hai? Có dưới đây cái nó gọn nấu ăn. Ủa phía sau nhà bác Hai có cái bồn gì nữa vậy? Bồn nuôi lươn. Xíu mình khám phá sao đi. Chút nữa mình xuống dưới mình khám phá sao. Giờ mình làm đồ ăn trước đã. Mượn cái thau với cái rổ đi Quỳnh. Trời ơi, trái cây quá trời luôn nè. Biết trái cây đâu rồi. Trời ơi, có cá điểu hồng nữa kìa. Wow. Đây, cái thau đây. Thau đựng thịt. Để Quỳnh để thịt té. Tắt mình nấu đây. Có cái gỗ nào thưa á bác Hai. Gỗ thưa hả? Dạ. Đúng mình để đi hồi. Để đây đi. Đây, cái gỗ thưa này được không? Dạ, dạ được. Thêm cái nha. Cái này đựng rau đi. Khoai cao. Vậy bác Hai cho con mượn hai cái thau nữa đi. Thau nữa nha. Dạ, cho con hai cái thau đi mình đựng khoai với lại ấy trong đó luôn. Đây, thau đây. Nhà bác Hai đồ gọn ha. Mini. Ủa trời xỉu. Không có xào giờ cắt đầu bánh rồi. Này chủ nhật Quỳnh có ở nhà ha. Cái này chủ nhật có ở nhà. Chanh ớt này. Ừ, chanh ớt bên này. Thôi. Làm giả giò công đoạn này là công đoạn cực nhất rồi. Tất cả mọi nguyên liệu đều phải bầm ra. Ê đậu xanh của mình chín chưa chị? Chưa đâu. Để dành này được. Không giờ đó bự lắm, khó sắc chưa chua lắm. Này lại dọc giống như da bào luôn chứ không? Đây giờ phải cao mình chiên ta chiên ra con gà mà mình không có chiên, mình thử cách mới, trộn chung luôn. Nó ăn cho nó béo hơn á, chiên cho mềm quá, nó sẽ mềm. Sẽ làm cái phần nhân chả giò để tôm vô ô tép rồi và thịt trộn đều lên, tiêu hành ướp sao cho nó vừa ăn. Rất là vui. béo dữ nghe, có đậu xanh nữa. Cho đậu xanh nữa. Cho miệng chưa? Đi, cho vô đi. Đậu xanh. Rồi cây cao với củ cải. Mình chọn đều. Quả thấy cái hành lên mình của chị khổ rồi. Mua đi trước đi cho dễ chọn. Mình quên chọn món nữa. Có sấy. Có sấy rồi. Có nè. Chị cái người dắt, Để sấy rồi cho nó khô. Hai cái này cộng lại. Đổ sệt rồi. Lúc mà chờ cuốn chả giò cô chú ơi, thì giờ con sẽ dắt cho cô chú anh chị các bạn cùng đi ra tham quan cái vườn lương ở cái bồn nuôi lương ở phía sau nhà của bác Hai nha. Đây. Ủa bác Hai sao con thấy tàn là nước không về dịch là nó trốn đâu hết rồi? Nó chừng vô đó đó. Là bình thường lỡ đằng đó đó. Rồi khi nào mà cho ăn thì mình gãi xuống là nó mới bu lại. Cái này bác Hai nuôi tổng cộng bao nhiêu con? Mấy ngàn con rồi, giờ còn nhiêu đó. Mình có bán được đợt nào chưa bác Hai? Rồi đợt mà nó cũng ít. Này lúc đầu mà mình bỏ vốn là hết nhiêu trong đây rồi bác Hai hả? Cũng 5-7 triệu vậy là cỡ 10 triệu á. 10 triệu. Đó. Chắc này nó bị nhát. Kìa kìa, nó con thấy nó bò ra ngoài kìa. Này mà nuôi lâu cho con thấy lương nó cũng còn nhỏ nè. Lương là nó bị chai à. Mấy chơi con bự chiếc bán á. Vậy là bán được một đợt đầu rồi. Cái này là tới lứa bán nữa chưa bác Hai? Chưa đâu, nó còn nhỏ quá. Nó ăn dữ lắm. Mấy con lương hồi nãy giờ mấy chị em cũng tò mò đi lên đi xuống cô chú, thành ra là giờ nó nhét nó trốn trong kia hết rồi. Giờ bác Hai sẽ đi vô kéo nó ra cho cô chú xem rõ hơn nha. Kìa, ôi quá trời luôn. Ôi ơi, hết hồn chưa? Ừ, nó còn có nhiêu đó chứ, có bấy nó nhiều cũng dằn. Này ban đầu mình thả nhiêu con rồi bác Hai? Thả mấy như con tôi quên mà mười mấy triệu. 3.000 con, mười mấy triệu luôn đó hả? Ừ, không tiền thức ăn với tiền mua thức ăn cho nó ăn á. Rồi bữa giờ là mình bán mình lấy lại được mới vốn đâu chứ. Mới bán được có 3 triệu à. Mới bán được 3 triệu à. Ừ, còn nhiêu đó. Tại vì nó chết hết cả chục ký. Ổn quá ha. Chứ thấy ha, hai bên gì nè, nó nghẹt chuồng hết trơn luôn, nhìn thấy ham luôn. Rồi nó chết rồi, rồi hết rồi, bán mới được có 3 triệu rồi. Cái này nếu như mà bán nữa thì mình bán lẻ hay là mình bán sao bác Hai? Bán sao nó giờ nó nhỏ không, không ai đâu mua. Lúc đầu này ai chỉ mình nuôi? Tại ông ham mới nuôi á. Dạ. Ổng thấy người ta nuôi á, rồi ổng ham nuôi á. Rồi cái này giờ nó nuôi rồi giờ giết cái chai rồi giờ nhỏ. Bỏ giá thể vô là nó chu giữa chốt nè. Rồi cái này bán thì bán cho người ta ăn thì cái này nhỏ. Bây giờ còn nhỏ bán chưa được nó, bây giờ có cái này ta mua người ta thả thì được. Dạ. Nó ăn một ngày nhiều thức ăn không? Nó ăn ngày hai lần. Hai tô đó. Lần 2 tô vậy là bao thức ăn ăn chắc cũng được cả tháng không? Tháng mấy. Dạ. Tém bớt rồi, quá ú rồi. Ú quay nha. Ở nhà ăn mà làm cho nó bự lên. Tập chứ tép nè. Ngon quá à. 5 phút à. Chợ dễ gì mà có tép. Cao không? Nó cao không à. Trời, phải mở ngoài chợ người ta bán được nhiều thịt như của mình cũng đỡ. Nó làm ít lên coi nó có lời. Chị nó bự quá không? Được chị, không bự đâu. Ăn cuốn đó, ăn cuốn cái này, ăn cuốn đó, ăn cuốn đó. Quá thế rồi. Cái ngăn là hơi nhiều. Đúng của sữa uống nu hiền muội luôn á. Bình thường mà cuốn chả giò là gói bánh tét á, là người ta nói là cái người sao là cuốn là dưới gói lị gan vậy đó. Mà con thấy đúng thiệt nha bác hai. Đúng không? Đúng. Hình như cuốn cái kia nhỏ quá không? Ừ, ốm hơi ốm á Quỳnh. Cái đó là nó hơi ốm luôn á, nó quá ốm luôn á. Nó ốm trong đó luôn. Thêm tí nữa, cái đó là ác rồi. Thơm ha, có tỏi ti với hành ti á, có mấy đó được rồi. Bía này nó giòn hơn là bánh tráng ghế. Nhưng mà chả giò kiểu gì em cũng thích ăn cái bò bía hơn là bánh tráng ghế chị. Giờ mình chiên ra quấn cợi, giờ chiên chả giò nè, cuốn nào cũng lấy bành đi ngon quá. Thơm có mùi chiên mà thơm có mùi lên. Cuốn vàng. Giờ ăn cuốn một à, là thấy hai cuốn là thấy ngán à. Cuốn nào lấy bành cho nó ngon. Đó là cá hai cuốn rồi, hồi ăn thêm mình gấp thêm. Ăn thêm mình gấp thêm đúng chưa? Hai hả? Bấm ra vậy? Ừ. Mà tạo nước mắm này nè. Dạ. Ngon cái chưa ăn mà thấy nước mắm này ngon. Mắm gì vậy? Không biết gì thôi. Ừ, nó nhỏ, nó mỏng á, nhìn cho nó ngon. Bự dễ ăn, mỏng quá tan trong miệng. Tan trong miệng. Rồi, gấp chả giò vô bản sẽ hai cuốn rồi. Đã hai cuốn rồi. Ừ. Đây, đứa dĩa ở đây chị ba lấy rau rồi. Chị ba lấy rau cho. Bày. Quen miệng. Lấy rau rồi xong rồi cái để. Dì ba làm dây hơi lớn nha dì ba. Này con để thêm 4 lát nó lên chỉnh, ai ăn thì mình để thêm nha. Để một ít chi leo lên. 3 cuốn đi. 3 cuốn luôn hấp dẫn không? Ớn rồi, gụm luôn nè. Này là ăn cuốn nào là đáng cuốn đó đó. Chắc em xỉu. Ăn xỉu rồi. Để chả giò lên trước thì lát nó cho chị ba để ra qua bên luôn. Ăn gan nhiều lắm. Tránh lộn. Hấp dẫn. 1 dĩa, 2 dĩa, 3 dĩa, 4 dĩa, 5 dĩa. Dạ. Quỳnh còn đây 2 dĩa nữa rồi. Hey. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Con mời gia đình mình chan nước mắm vô trước nha. Ngày hôm nay thì ghé nhà bác Hai với lại một cái món ăn rất là ngon luôn, đó là bún chả giò cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn cái món bún này vào buổi trưa cùng với lại lấy chan gia đình của bác Hai nha. Rồi chan đi chị ba, cái chén dễ thương quá ha. Dễ thương à? Dễ thương. Chén này cưng ghê, chén này giống chén đựng súp á. Mời cả nhà ăn bún, ăn bún. Ăn nghe bác Hai, ăn hai dĩa thôi bác Hai. Này đói à. Cái này là ăn 1 dĩa là được tặng 1 dĩa đó. Tốt thì món chả giò. Khánh chè được không? Chè xíu đi. Làm miếng này. Vậy thôi ăn không đi, để hơi sợ cay, ớt cay á. Tại xuống dưới lấy cái chè tường lên. Còn á, Khánh á. Thôi, rồi cẩn. Mắm này. Cay tập ăn cay đi. Tập ăn cay đi đỡ. Cay đi đồ ăn cay. Nhiều. Bữa đi thi mát ăn cay. Trang đi rồi. Mẹ trang trước đi. Đó. Tự nhiên gấp cục bún ra cái hết cục bún luôn rồi. Ừ. Còn dao không? Chia lại cho miếng nè. Thôi để gấp. Nè, còn bún cho nó. Con một dĩa bún luôn. Dĩa bún đó. Luôn kìa. Dĩa chả giò luôn rồi. Rồi mời bác Hai nha. Rồi. Con thích chèn nó ngập xíu mặn nghe em. Ủa vậy hả? Mặn hả? Thử rồi biết. Thử rồi biết liền à. Mặn hơi hơi đó bé ơi. Lúc này chưa rồi, chúng nó bụng rồi. Đói bụng rồi. Rồi cả nhà, nghe gia đình mình nha. Dạ. Mà cả nhà bác Hai, vui không bác Hai? Vui. Vui hát bài bác Hai. Vui hát bài vậy giờ. Để đứa Hai nó ăn cái hả? Có đậu xanh với phi can gì béo. Béo lắm luôn á. Này thiếu đậu phộng thôi. Thiếu đậu phộng. Một chút sơ sức của tụi con thôi. Thôi giờ mày bỏ đi làm lại đi. Thiếu mình ăn đậu phộng sao? Ăn cái này trước đi. Ăn này trước đi còn đậu phộng sao? Rồi mua đậu phộng vô gan ha. Rồi người dĩa vô nhụm nhau nha. Vô Quỳnh ơi, vô. Ủa? Quên lấy nước nữa. Dạ được rồi bác ăn đi, mình xong mình uống sao? Cái chả giò ngon quá, nó mềm mềm, mà nó giòn giòn ngoại tròn giòn. Cái gì ngon? Bị sặc. Ngon hả? Thiếu đậu phộng giả ha. Đạn á, nước mắm á. Rồi hả? Bị sặc. Ghé hấp không? Bị nói đạn. Ghé quá, chết tôi. Đúng không? Đỡ quên. Ngon. Ngon. Da còn giòn ha. Giòn giòn. Bỏ trong miệng ngon lắm luôn. Giờ hai mình chai nước. Bây giờ béo. Cái này ngon với Quỳnh chiên nha. Bởi vì sao tự giờ hai đứa tưởng đúng rồi. Cái nào mà đẹp của Quỳnh chiên còn nào mà để nó làm. Để chả giò, để cao cao tư vô mềm hết rồi ba. Dạ. Mới mốt làm gì ngon. Béo. Béo mà mềm mà giò. Không có dừa hả? Dạ không, Cái giò dừa kia. Bác Hai ăn béo không? Hay béo không? Đấy nó còn hơi béo. Béo là đậu xanh với phai cao á. Ở vậy ông hỏi có dừa không? Dừa tự ăn. Dừa đằng sau. Sao cuốn. Không sao đâu béo. Bình thường nếu như mà khoai cao nghiền thì người ta có thể bỏ sữa tươi vô được thôi, chứ làm sao có dừa được. Tại thấy béo tưởng có nước cốt dừa. Ngon lắm. Ngon, rất muốn hết rồi. Tất cả hả? Sao bình thường nói chuyện như lắm mà nay không nghe lên tiếng vậy? Không nghe nói chuyện sao? Em không? Nó lớn hả? Ngon. Thôi vẫn nhìn ra để cho người ta ăn đi. Có cỡ. Có cỡ. Mỗi lần mà điện bà bé hai ha, màn Khánh nghe máy ha, hết hồn hết vía liền, rớt cái điện thoại luôn. Có giữ điện thoại không? Nó alo thì bình thường lắm, nhưng mà nó kêu mẹ nó. Mẹ nó bún hả? Nước mắm. Nước mắm. Nước mắm hả? Còn ăn cay hai dĩa nha, ta có cay từ dưới giờ. Vậy là bữa nay lớn rồi. Trình độ ăn cay siêu cấp. Không có bác hai bữa nay tại vì tự bầm ớt là đâu hấp được. Cái giò giòn quá. Cay quá. Cay hả? Cay mới ngon chứ. Dĩa nữa nha. Dĩa nữa. Hết dĩa rồi kìa. Ngon không? Trời ơi, có dĩa kế bên luôn. Hay ta. Hai dĩa rồi nè, nghe hết dĩa đó, phải dĩa này mới được. Em còn lâu lắm mới hết. Chả giò thêm bác hai ơi. Nó chả giò thêm như Quỳnh. Bắn mấy bịch. 3 bịch. Giòn ghê luôn á. Cái nhỏ á, nhỏ nó sẽ giòn đúng hơn là cái bự. Bự thịt nó nhiều. Cái thịt nó nhiều. Cái mấy cái rau cuốn thịt lại á, ngon á. Nó giòn cái nhỏ. Rồi ba thì cái bự. Chó lẹ. Chị ba chỉ cuốn cái nào là tụi tao có xứng đáng cái đó không? Ăn cuốn đáng cuốn. Thêm dĩa nữa hết rồi. Dĩa nữa đi. Hết. Thôi rồi.